Nếu như có một chiếc máy giặt có thể thực hiện điều ước của bạn thì bạn sẽ ước cái gì đây? Nam chính đến phòng giặt đồ, trong lúc chờ đợi ổng thấy khát nước quá, thầm ước có một lon bia ở đây thì thiệt là tuyệt vời. Một tiếng bợp vang lên, ổng mở cửa máy giặt thì thấy một lon bia thiệt luôn. Chuyện là vậy? Một ông già nói với Nam chính đây là máy giặt thần kỳ, ước gì được đó. Ảnh không có tin nhưng mà bia có sẵn thì vẫn uống nha, không uống thì uổng. Lúc về nhà, Nam chính hay tin mẹ mình nhập viện cần tiền phẫu thuật, nhưng mà ảnh chỉ là phóng viên quèn nghèo rớt mồng tơi. Hôm sau Nam chính tới chỗ máy giặt xin nhẹ một ít tiền, kết quả một cục tiền xuất hiện thiệt, nhét vội vô túi. Ảnh vô tình đá trúng cái lon bia hôm qua, anh tính nhặt rác bỏ vô thùng nhưng mà tay còn chưa kịp chạm thì cái lon đã biến mất. Ông già kia lại xuất hiện nói là đồ từ cái máy giặt biến ra chỉ tồn tại 24 giờ thôi. Nam chính vội lật đật đi đóng tiền viện phí. Ảnh còn xin máy giặt cho anh một bộ đồ để đi phỏng vấn nhưng mà rớt cái bịch. Lúc này Nam chính mới nhớ mình FA đã quá lâu rồi, nhìn người ta có bạn gái mà chảy nước miếng, vậy là lại đòi máy giặt cho thêm nhỏ bạn gái nữa.